Tác giả Dương Quốc Chính lại tiếp tục với một bài viết. Thưa quý vị, thường chúng ta nghe thuế má, nhưng mà ông Dương Quốc Chính viết là thuế chó má. Báo đảng và anh em dư luận viên thường hay so sánh việc thu thuế của Việt Nam với bọn dạy chết mỗi khi có thêm một sắc thuế hoặc chuẩn bị tăng thuế phí. So thế là đúng mẹ rồi. Nhưng mà so kiểu què cụt, bịp được bằng nông đần độn Red Bull mà thôi. Què cụt chỗ nào? Tỷ lệ thu thuế chưa nói lên điều gì cả, thu thuế cao chưa chắc đa số dân đã khổ, thu thuế thấp hoặc thậm chí không thu thuế chưa chắc là đa số dân đã sướng. Ví dụ các nước Bắc Âu đánh thuế rất cao, Tây Âu thu thuế cũng không thấp, đủ các loại thuế luôn nhưng đổi lại là phúc lợi xã hội của họ rất cao có nước hỗ trợ học phí cả cấp đại học cơ sở hạ tầng của các nước đó phát triển rất tốt bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả điều đó chứng tỏ là tiền thuế của người dân được sử dụng hiệu quả bắc âu là những nước thu thuế cao nhất thế giới nhưng lại ít tham nhũng cũng thuộc loại nhất thế giới thế nên dân của họ mới ngoan ngoãn đóng thuế rồi không cần phải lo cho an sinh xã hội cho tương lai học hành của con cái cho khả năng thất nghiệp cho bệnh tật tai ương gì cả còn ở việt nam thậm chí còn được miễn thuế đất nông nghiệp mà bần nông vẫn khổ nhục dưới đáy xã hội nhiều loại thuế của việt nam sánh ngang với các nước phát triển nhưng cơ sở hạ tầng và bộ máy công chức thì như lon đấy là thu thuế cao mà không sử dụng hiệu quả thành phần ăn bám ngân sách quá đông và lại dễ trốn thuế dẫn đến thất thu ví dụ như thuế thu nhập cá nhân thì cỡ giám đốc sở cũng chưa đến mức phải đóng vì lương trên sổ sách khá thấp trong khi cấp trưởng phòng đã có thu nhập cỡ vài chục triệu một tháng trở lên rồi nhưng mà vẫn đủ tiêu chuẩn để mà mua nhà cho người có thu nhập thấp đấy việt nam siêu cao thuế nặng nhưng bần nông vẫn phải dắt đít mấy cây vàng đất cát để mà phòng khi hữu sự chả tin được bố con thằng nào đùng một phát ung thư thì xác định là nằm chờ chết Chính vì thế nên chú Phỉnh mới rình mò 500 tấn vàng ở trong dân và đang muốn cắn thêm tiền thuế tài sản. Nhưng cái chuyện Bộ Tài Chén đề xuất thu thuế nhà và ô tô, một số anh em đã dẫn chứng là bọn dãy chết nó cũng thu thuế nhà tỷ lệ còn cao hơn. Chắc là không sai. Nhưng bọn có thu thuế ô tô trên 1,5 tỷ đồng không? Chắc chả có nước nào thu đâu. Cái ô tô mà 1,5 tỷ như ở Việt Nam thực chất nó chỉ có giá 500-700 triệu ở bển thôi vì đã chịu đủ các loại thuế rồi. Giờ thu thêm phát nữa là thuế chồng thuế đấy. Bọn giấy chết nào nó có dám cắt tiết Việt như thế không? Việt Nam trước giờ toàn là cách mạng vô sản. Mình thật lòng hóng cách mạng tư sản quá đi thôi.